Rồi. Nhận biết các hợp chất hữu cơ hóa học lớp 11 các em ha. Thì đây là tổng hợp ở các câu nhận biết trong các đề kiểm tra học kỳ 2 ở các trường trung học phổ thông thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì để làm tốt cái phần nhận biết các hợp chất hữu cơ này thì trước tiên chúng ta sẽ phải ôn lại một số cái tác nhân phản ứng thường gặp để nhận biết các em nghe. Rồi, cái tác nhân phản ứng đầu tiên chúng ta sẽ phải hình dung đó là NaOH. À này. Là với natri hydroxit nhé. Thì em phải phân biệt được với NaOH thì hợp chất hữu cơ nào có thể tác dụng được nha, thì em phải phân biệt như vậy. Thì với NaOH này thì chúng ta có đầu tiên một đó là acid carboxylic nha. Carboxylic là cái hợp chất hữu cơ có thể tác dụng được với NaOH này. Để thầy cho ví dụ như chúng ta cho acid acetic này, CH3COOH ha, cộng với NaOH thì các bạn sẽ có được sản phẩm là muối CH3COOH và cộng với nước này. Thì câu hỏi là cái phản ứng này có thể dùng được nhận biết được hay không? Thì câu trả lời chúng ta là cái phản ứng này là mặc dù có xảy ra nhưng mà hiện tượng về quan sát mắt thường thì chúng ta không thấy được. Do đó thì cái phản ứng này là không dùng để nhận biết các em nha. Số 2. Tác dụng với NaOH thì chính là phenol. Phenol là một hợp chất hữu cơ có thể tác dụng được với NaOH. Thì ở đây là phenol này, thầy lấy ví dụ nhé. Rồi, đây là phenol cho tác dụng với NaOH. Thì các bạn sẽ có được là natri phenolat này. ONA và cộng với nước. Thì với câu hỏi này này, với NaOH thì chúng ta có thể dùng nhận biết được phenol hay không? Thì câu trả lời là có nhá, cái phần này là có. Vì chúng ta dựa trên cái tính chất này là phenol thì không tan trong nước. Không tan trong nước nha. Đấy, phenol thì không tan trong nước. Nhưng mà khi phenol tác dụng với NaOH rồi tạo muối natri phenolat thì cái natri phenolat này nè. Đó. Lại tan được trong nước. Tan trong nước. Do đó hiện tượng thì chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng của cái phản ứng này. Hiện tượng của cái phản ứng này đó là đang từ phân lớp. Hiện tượng là phân lớp. Đó, phân lớp có nghĩa là phenol không tan nước thì nó sẽ phân thành hai lớp các em. Nhưng mà khi tác dụng với NaOH nó tan rồi thì là tạo dung dịch đồng nhất. Rồi. Như vậy là cái phản ứng của NaOH với phenol là có thể dùng nhận biết được phenol được đấy các em. Ok. Rồi tiếp theo là với kim loại natri. À, kim loại natri thì những hợp chất hữu cơ nào có thể phản được với kim loại natri các em nhé. Thì đầu tiên chúng ta cũng có ancol này. Ancol cũng tác dụng được. Đấy, thầy lấy ví dụ như là chúng ta có ancol ethylic đi. Đây, CH5OH cho cộng với natri. Thì phản ứng chúng ta sẽ sinh ra là C2H5ONA này. Rồi, cộng với 1/2 khí hydro. Như vậy hiện tượng là sủi bọt khí hydro. Như vậy thì kim loại natri là có thể dùng để nhận biết được một ancol bất kỳ em nhé. Hai, hợp chất thứ hai của chúng ta có thể phản ứng với natri đó là phenol nha, phenol. Rồi. Thì phenol, thầy lấy ví dụ. Đây C6H5OH cũng có khả năng tác dụng với natri thì phản ứng của chúng ta cũng gần tương tự như ancol. Đó là hydro ở nhóm OH bị thay bởi natri này và cũng sủi bọt khí hydro. Như vậy là natri cũng có thể là một hóa chất để phân biệt nhận biết ra được phenol. Và cái hợp chất hữu cơ đó là acid carboxylic, có nghĩa là acid hữu cơ đó, thì cũng có khả năng tham gia phản ứng với natri được. Đấy, chúng ta lấy ví dụ như chúng ta lấy acid acetic này. Rồi các bạn cộng với natri thì nguyên tử hydro ở nhóm chức acid sẽ bị thay thế bởi natri ha, chúng ta sẽ có CH3COOH này và cộng 1/2 hydro. Như vậy hiện tượng của chúng ta đó là bọt
cũng có sự bọt khí hydro. Do đó thì chúng ta có thể dùng natri để nhận biết được axit acetic hoặc là nhận biết một axit carboxylic bất kỳ các em nhé. Rồi, hóa chất tiếp theo chúng ta nói chính là đồng hydroxit. Thì với đồng hydroxit thì ở đây là học sinh lớp 11 thì chúng ta sẽ có những hóa chất nào có thể hòa tan được. Thì thứ nhất là chúng ta có ancol đa chức này. Ancol đa chức có OH kề nhau. Ancol đa chức có những nhóm OH kề nhau. Đấy. Thì ví dụ như chúng ta lấy glycerol đi là C3H5 này. OH 3 lần các em nha. Chúng ta có thể cộng được với một phân tử đồng hydroxit này để tạo ra cái chất như sau: C3H5 OH 2 lần. Ở đây có 3 nhóm OH đang tách ra, 2 nhóm OH và nhóm OH còn lại là OH thì mất đi hydro nhé. Rồi, hai phân tử ancol đa chức kết hợp. Rồi, cái này hiện tượng là hòa tan đồng hydroxit tạo phức xanh lam. Do đó đồng hydroxit là một hóa chất có thể nhận biết được một ancol đa chức mà có nhiều nhóm OH kề nhau ha, ít nhất là hai nhóm OH kề nhau trở lên. Rồi, hóa chất hữu cơ thứ hai trong chương trình lớp 11 đó chính là axit carboxylic, nó cũng sẽ hòa tan được đồng hydroxit tạo dung dịch xanh lam. Ví dụ chúng ta lấy axit acetic đi, CH3COOH này, các bạn cho cộng với đồng hydroxit ha. Thì bản chất là cái hydro này H cộng nó sẽ mất đi, kết hợp OH trừ. Chúng ta phải cần hai phân tử axit này thành cái hợp chất hữu cơ là CH3CO2 lần đồng và cộng với hai nước. Đấy, như vậy là đồng hydroxit là một cái hóa chất, một cái tác nhân phản ứng có thể dùng để nhận biết axit carboxylic được. Tại vì axit carboxylic sẽ hòa tan đồng hydroxit tạo ra dung dịch màu xanh lam. Bạn phải phân biệt ở đây, đây là phức xanh lam nhá. Phức xanh lam màu nó đậm hơn nhé, đây là dung dịch xanh lam. Rồi, đó là với đồng hydroxit. Rồi, tác nhân phản ứng tiếp theo chính là dung dịch bạc nitrat cho NH3. Thì chúng ta sẽ có những loại hợp chất hữu cơ như thế này này ở chương trình lớp 1. Đó là ankin 1. Ankin 1 có nghĩa là một cái ankin mà có nối ba đầu mạch đấy thì có khả năng tác dụng được. Chúng ta lấy ví dụ với acetylen. Đây acetylen. Thì chúng ta cho tác dụng với bạc nitrat này. Cho NH3. Chúng ta sẽ có sản phẩm như sau. Ag thay thế cho hydro ở carbon mang nối 3 đó là Ag C Ag kết tụ vàng ha. Rồi, hydro thoát ra kết hợp với NH3 để thành NH4 và ghép với gốc NO3 chúng ta có ammoni nitrat cân bằng 2 lần. Rồi, như vậy hiện tượng là tạo kết tụ màu vàng ha. Ankin 1 là có kết tụ vàng với bạc nitrat. Hóa chất thứ hai mà chúng ta sẽ nói đó chính là aldehyde. Aldehyde thì có phản ứng đặc trưng với bạc nitrat cho NH3 tạo kết tụ bạc. Người ta lấy ví dụ. Ví dụ như chúng ta lấy cho aldehyde acetic. Rồi chúng ta tác dụng với bạc nitrat này. Rồi, cho NH3 và nước ha. Thì hiện tượng chúng ta thấy là nhóm chức aldehyde sẽ biến thành nhóm chức muối amoni này. Rồi, cộng với 2 Ag kết tủa. Nhưng kết tủa này là màu trắng bạc các em nhé. Màu trắng bạc nó khác cái tủa vàng ở trên. Rồi, chúng ta sẽ cộng với muối amoni nitrat. Rồi, như vậy là bạc nitrat là một cái thuốc thử có thể nhận biết được aldehyde các em nhé, tại vì nó tạo kết tủa bạc. Rồi, trong aldehyde thì có một cái aldehyde đặc biệt, đó là aldehyde formic, aldehyde nhỏ nhất trong dãy đồng đẳng đó các em. Nó nhỏ nhất nhưng mà nó sẽ có cái phản ứng như sau. Ví dụ 2 ha. Thì với aldehyde formic này, đấy, mặc dù là aldehyde đơn chức nhưng mà tác dụng được với tới 4 bạc nitrat các em nhé. 4 bạc nitrat. Rồi, và sản phẩm tạo ra của chúng ta sẽ là muối amoni carbonat này cộng với 4Ag cộng với NH4NO3. Rồi, ta cân bằng đi hai nước em nhé. Rồi, như vậy là
Bài nitrat cũng có thể dùng được nhận biết được anhydride formic. Đấy, cục xay sinh ra kết cấu trắng bạc này, nhưng chỉ có điều là nó sinh ra bốn bạc khác những anhydride đơn chức bình thường. Rồi, hóa chất tiếp theo có thể tác động được với bạc nitrat nữa, các bạn phải lưu ý đó là axit rất đặc biệt, đó chính là axit formic nha. Axit formic là axit rất đặc biệt, là axit duy nhất mà có thể tham gia với được phản ứng với bạc nitrat trong NH3 nhé. Đây chúng ta tiếp phương trình axit formic rồi cộng với rồi thì sản phẩm tạo ra của chúng ta cũng là muối amoni carbonat này. Cộng với bạc kết tủa, hai bạc kết tủa NH4SNO3. Rồi chúng ta cân bằng em nhé. Rồi 4 một nước. Như vậy là với axit formic thì cũng có thể tác dụng với bạc nitrat trên H3 tạo kết tủa bạc em nha. Rồi hóa chất cuối cùng ở đây chúng ta để nói được nhận biết các hợp chất hữu cơ, đó chính là nước brom các em nha. Về nước brom này thì khá là nhiều hợp chất hữu cơ có thể tác dụng được. Thì đầu tiên là alken. Đó, alken. Hydrocarbon có một đối đôi, ta cho ví dụ ha. Chúng ta lấy ethylene này, các bạn cộng với nước brom nhé. Cộng với Br2 thì sản phẩm của chúng ta CH2 mất nối đôi này, các bạn sẽ đưa brom vào. Như vậy thì hiện tượng là nước brom chúng ta có màu nâu đỏ, thì sau khi tác dụng với alken thì nó là mất màu nâu đỏ của nước brom. Như vậy là dùng brom có thể nhận biết được ra được một alken bất kỳ nhé. Số 2 là ankin. Ankin là hợp chất hữu cơ có nối 3 thì cũng có khả năng tác dụng với brom. Ví dụ chúng ta lấy acetylene đi nhé. Các bạn cộng với Br2 một nối 3 thì có khả năng cộng với 2 Br2 đấy, và chúng ta sẽ có sản phẩm như sau. Rồi, như vậy là nước brom cũng có thể dùng được nhận biết một ankin bất kỳ, tại vì nó cũng sẽ làm mất màu nước brom nha. Số 3 là với alkadien. Alkadien là hợp chất hữu cơ có hai nối đôi, ta lấy ví dụ như là buta-1,3-dien đi. Buta-1,3-dien ở đây chúng ta không xét tính chất riêng với brom là cộng 1,4 và 1,2 gì cả, mà ở đây ta đang nói tới cái hiện tượng. Thì một cái alkadien thì có hai nối đôi thì có khả năng tham gia phản ứng tối đa với 2 Br2 này, và sản phẩm của chúng ta sẽ tạo ra là CH2Br. Cứ mỗi carbon mang nối đôi thì các bạn sẽ gắn một nguyên tử brom vào nhé. Như vậy là nước brom đều có thể dùng để nhận biết alken, ankin và alkadien hết, tại vì hiện tượng là đều làm mất màu nước brom nhé. Thế do đó ví dụ như trong một bài nhận biết mà chúng ta có đồng thời có cả những cái chất này thì chúng ta không dùng nước brom không được, đúng không? Ví dụ như là có ankin, alken thì các bạn phải sử dụng bạc nitrat để nhận biết ankin trước này, rồi sau đó dùng nữa brom để nhận biết alken sau. Đấy, chúng ta biết kết hợp như vậy. Rồi, hóa chất thứ tư có thể tác dụng được với brom mà cái hiện tượng xảy ra của nó cũng khá đặc biệt đó. Số 4 đó chính là phenol, đúng không ạ? Phenol thì tác dụng brom là tạo kết tủa màu trắng rất là đặc trưng nhé. OH này. Cộng với 3 Br2 thì sản phẩm của chúng ta sẽ là thế vào vị trí 246. Đó, các bạn sẽ có Br đây nhé. Hiện tượng là kết tủa trắng đấy, phản ứng rất đặc trưng là kết tủa trắng cộng 3 HBr. Rồi, ok. Hóa chất thứ năm có thể làm mất màu nước brom nữa, đó chính là aldehyde nhé. Aldehyde thì ở aldehyde này thầy sẽ lấy hai ví dụ. Ví dụ một, chúng ta có aldehyde acetic rồi cộng với Br2 cộng với nước thì hiện tượng cũng sẽ là mất màu nâu đỏ của nước brom nhé. Chúng ta sẽ có được sản phẩm là CH3COH cộng 2HBr. Riêng với một cái aldehyde đặc biệt, đó chính là aldehyde formic nha. Aldehyde formic thì cũng làm mất màu nước brom, nhưng mà cộng được tới với 2Br2 nước, và sản phẩm của chúng ta sẽ có sủi bọt khí CO2 cộng 4HBr. Đấy, như vậy là hiện tượng của chúng ta với anhydride formic thì nó sẽ vừa làm mất màu nước brom và vừa hiện tượng có sủi bọt khí nữa. Rồi.
Hợp chất hữu cơ cuối cùng trong chương trình lớp 11 mà có thể làm mất màu nước chrome nữa, đó chính là axit. Với axit thì chỉ có axit formic nhé. Axit formic là axit rất đặc biệt, là một axit duy nhất mà có thể tham gia phản ứng tráng gương được, vừa có thể làm mất màu nước chrome được các em nha. Br2 các bạn sẽ được khí CO2 nè, cộng với 2HBr. Như vậy hiện tượng cũng là làm mất màu nâu đỏ của nước chrome và cái hiện tượng là sự bật khí CO2. Thì trên đây là thầy đã lượt qua cho các em là 5 cái tác nhân phản ứng, gồm có NaOH này, kim loại natri, bạc nitrat cho NH3, nước brom và nước brom và đồng hydroxit là những cái tác nhân phản ứng thường gặp để có thể dùng nhận biết các hợp chất hữu cơ lớp 11 các em nha. Và sau đây chúng ta sẽ đi chi tiết các cái bài trong các đề kiểm tra học kỳ 2 của một số trường các em nhé. Rồi ok, câu đầu tiên là của trường Trần Phú đây. Rồi, bằng phương pháp học hãy phân biệt các chất sau. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ liệt kê ra thành một cái bảng các em nhé. Glycerol. Glycerol thì công thức là C3H5 OH 3 lần. Rồi. Dimethyl ether đúng không? Dimethyl ether là CH3 này. O CH3 thì cái ông ether này không có phản ứng nào đặc trưng cả, nên là nó sẽ nhận biết sau cùng được em. Anhydride acetic là CH3CHO. Rồi, và hai chất cuối cùng của chúng ta chính là phenol, đúng không? Để cho phenol. Phenol bằng benzen này. Có nhóm OH. Rồi. Thì dựa trên những cái hóa chất mà chúng ta đã nói ở cái phần 1, thì đầu tiên các bạn có thể sử dụng nước chrome trước hoặc là đồng hydroxit trước tùy ý nha. Tại đây thầy sử dụng đồng hydroxit trước, tại vì thầy thấy là có cái ancol đa chức có OH kề nhau này. Thì hiện tượng ở đây là tan tạo phức xanh lam, đúng chưa? Tan tạo phức xanh lam, phương trình số 1. Đấy, các bạn nhận biết như vậy. Còn ba cái hóa chất phía sau này thì đều không có hiện tượng gì cả nhé, tại vì nó không hòa tan được đồng hydroxit tạo phức xanh lam đâu, không hiện tượng nhé. Ok, như vậy là lượt bỏ đầu tiên thì chúng ta mới biết được glycerol đúng không? Thì hóa chất tiếp theo thầy sử dụng là nước chrome. Ở đây các bạn không cần dùng bạc nitrat đâu, thì nước chrome là ta biết luôn rồi. Với ete thì cũng không hiện tượng. Đấy, ete cũng không hiện tượng gì. Rồi. Với aldehyde thì chúng ta đã ôn cái phần trước rồi, mất màu. Mất màu. À, tạo dung dịch trong suốt luôn đó. À, số 2. Còn với phenol thì có kết tủa trắng đúng không? Kết tủa trắng. Rồi, như vậy là hiện tượng là hoàn toàn khác nhau. Như vậy là sử dụng thêm nước chrome nữa thì chúng ta đã nhận biết tiếp được hai cái aldehyde và phenol, còn lại không hiện tượng gì từ đầu đến cuối là dimethyl ether đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần bài trình bày các cái phương trình để bài nói. Đầu tiên là tạo phức xanh lam. Phương trình số 1. Hai phân tử ancol đa chức 2C3H5OH 3 lần là glycerol cộng được với đồng hydroxit nha. Tạo phức xanh lam như sau: C3H5OH 2 lần O, 2 lần đồng. Rồi cộng 2 nước. Đó là phương trình tạo phức xanh lam. Ok. Tiếp theo là phản ứng làm mất màu nước brom của aldehyde, phản ứng số 2. CH3CHO này, các bạn cộng với nước brom. Br2 cộng nước. Rồi chúng ta sẽ có được là sản phẩm là axit acetic cộng với 2HBr. Ok, phản ứng số 3 là phản ứng tạo kết tủa trắng của phenol. Của phenol này. Đây chúng ta có phenol này. Rồi, tác dụng với Br2. 3Br2 nhá, và tạo kết tủa như sau. Nhóm OH này. Br. Br và Br. Đây kết tủa trắng. Cộng 3HBr. Ok, như vậy chúng ta đã nhận biết xong một câu. Câu số 2 này, bằng phương pháp học hãy phân biệt các loại mất nhãn sau. Đây đề của trường Tây Thạnh các em nhé. Đầu tiên là styrene. Styrene là một hydrocarbon thơm mà có nối đôi này. Đây các bạn có đây nhá. Đây là công thức của styrene. Thì chúng ta sẽ nhận biết cái styrene giống như nhận biết một alken vậy. Ethanol là ancol C2H5OH này.
toluene cũng là một hydrocarbon thơm luôn, và gắn nhóm CH3 ở đây. Và chất cuối cùng để bài yêu cầu là phenol ha, phenol. Rồi, nó có phenol này. Ok, vậy bài này á thì chúng ta cũng sẽ dùng hai hóa chất thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng nước brom trước nhé. Các bạn sẽ dùng nước brom trước này. Rồi, như vậy ta sẽ hiện tượng là quen thuộc thôi. Với styrene thì là mất màu nhé. Mất màu, tại vì nó có nối đôi thì nó sẽ cộng được với nước brom. Với ancol ethylic thì không hiện tượng gì nhé, không hiện tượng gì. Rồi, với toluene cũng không hiện tượng. Các bạn nhớ là toluene chỉ có thể cộng với brom khan và thuốc khắc sắt đun nóng thôi. Còn với phenol thì có kết tủa trắng nha. Như vậy là qua lượt bỏ nước brom đầu tiên á, thì chúng ta đã biết được hai hóa chất là styrene và phenol rồi. Hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Thế thì còn lại là ancol và toluene. Thì thông thường những cái benzene hoặc toluene này không có nhận biết được các bạn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ dùng là kim loại natri nhá. Thì chúng ta biết rồi. Rồi, với ancol ethylic thì có tác dụng natri là sủi bọt khí, bọt khí hydro đấy nhá, thoát khí hydro. Thì phương trình số 3, cái này vẫn không hiện tượng gì. Toluene là không hiện tượng gì từ đầu đến cuối, câu này là biết rồi. Đó, như vậy là sử dụng hai hóa chất là nước brom và kim loại natri là ta phải biết được rồi nhá. Thì chúng ta sẽ lần lượt viết các phương trình này. Phương trình số 1 là styrene cộng với brom. Phương trình số 1 bạn cho styrene đây cộng với brom thì nối đôi sẽ được cộng vào brom nhé. Chúng ta sẽ có phản ứng như sau. Rồi đây là CH này, được gắn Br. Đây CH2 gắn Br. Rồi, phản ứng số 2 đó là phenol tác dụng với nước brom, phương trình quen thuộc các em nhé, cộng 3 Br2 thì cho kết tủa màu trắng này. Ok, OH Br Br Br. Rồi, có kết tủa trắng cộng với 3HBr. Rồi, được nha. Và phương trình cuối cùng là phương trình ancol ethylic tác dụng với natri cộng với natri kim loại này. Thì hiện tượng chúng ta là sủi bọt khí, tại vì nó sẽ thoát khí hydro, 1 phần 2 hydro. Đấy, rồi, đó là câu nhận biết thứ hai của trường Trung học Phổ thông Tây Thạnh. Rồi, câu số 3 là của trường Phú Nhuận. Nhận biết các chất sau. Đầu tiên là ancol ethylic C2H5OH này. Ethylene glycol là một ancol hai chức, có hai OH kề nhau. Rồi, chất tiếp theo là anhydride acetic là CH3CHO này. Và chất là phenol. Chất cuối cùng là phenol. Rồi, thì câu này đầu tiên thì chúng ta lựa chọn, các bạn có thể chọn đồng hydroxit, tại vì chúng ta có ancol đa chức có nhiều hóa kề nhau. Và tiếp theo là nước brom nha, chúng ta có thể đổi brom trước đồng hydroxit sau, hoặc là đồng hydroxit trước cũng được. Ở đây thầy sẽ sử dụng đồng hydroxit trước nha, ở nhiệt độ thường. Thì với ancol ethylic là không hiện tượng gì này. Rồi, còn với ethylene glycol thì tan, tạo phức xanh lam nha. Tan tạo phức xanh lam, phương trình số 1. Còn với anhydride phenol thì cũng không hiện tượng gì nhá. Các bạn không có hiện tượng gì hết, tại vì nó không có tính chất này. Rồi, như vậy là qua lượt bỏ đầu tiên là chúng ta biết được ethylene glycol. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng nước brom nha, nước brom này. Thì với ancol ethylic cũng không hiện tượng gì hết, không hiện tượng gì, ở đây biết rồi. Với anhydride thì chúng ta sẽ có mất màu nước brom, mất màu. Phương trình số 2. Còn với phenol thì là có kết tủa trắng. Ok, phương trình số 3. Đấy, thì có sử dụng hai hóa chất là chúng ta có thể nhận biết được bài này rồi. Rồi chúng ta ghi phương trình nhá. Tạo phức xanh lam. Phương trình số 1 tạo phức xanh lam này. Thì các bạn có hai phân tử ancol đa chức. Đó. Phản ứng này thì luôn luôn là hai phân tử ancol đa chức cộng với một phân tử đồng hydroxit.
Rồi. Tại đây cái chất như sau, phân tử ancol đa chức này sẽ mất đi một hydro. Chúng ta sẽ biết lại là C2H4OH. Ô, đấy nó có hai nhóm OH đấy, nhưng mà chỉ có một nhóm OH mất H thôi. Hai lần đồng và cộng cho hai nước. Ở đây là phức xanh lam ha, phức xanh lam. Phương trình số 2 là mất màu của aldehyde này. Rồi. Đây là CH3CHO. Bạn cho cộng với nước brom này. Bạn sẽ được axit acetic ha, CH3COOH cộng 2HBr. Rồi, xong. Phương trình số 3 là tập kết tủ trắng với phenol này. Phương trình từ này được viết rất nhiều lần rồi bạn ha. Phenol cộng với nước brom này. Rồi, như các bạn nhận biết này giữ cho các bạn học thuộc bài, học thuộc lý thuyết rất là tốt nha. Br này, Br, Br kết tủ trắng và cộng với 3HBr. Ok, chúng ta xong câu của trường Phú Nhuận các bạn nha. Rồi câu tiếp theo, câu số 4 là của trường Nguyễn Thượng Hiền này. Nhận biết các chất là phenol, glycerol, aldehyde acetic, acid acetic và octan là một ancan các em nhé. Rồi thì cái ancan này chúng ta sẽ chừa sau và chắc chắn nó sẽ không có hiện tượng gì trong cái nhận biết ở đây. Thì ở đây nó thêm một cái là acid đúng không? Thì các bạn có thể dùng quỳ tím trước đi nhé. Dùng quỳ tím này. Đấy. Dùng quỳ tím. Thì tất cả những cái đây đều không hiện tượng gì hết nhé, không có hiện tượng gì cả. Riêng acid acetic thì hóa đỏ. Nhá. Hóa đỏ quỳ tím. Rồi, câu này cũng sẽ không có hiện tượng. Như vậy là qua lượt bỏ đầu tiên thì chúng ta đã biết được acid acetic đúng không? Biết được acid acetic. Rồi, thì ở đây các hóa chất tương tự các bạn vẫn có thể dùng là đồng hydroxit và nước bro. Đồng hydroxit thì phenol không có phương trình. À, với glycerol là ancol đa chức. OH kề nhau vậy tan tạo phức xanh lam. Tạo phức xanh lam đúng chưa? Đấy là phương trình số 1. Aldehyde không hiện tượng gì. Acid thì biết rồi, octan không phản ứng gì. Rồi, hóa chất cuối cùng chúng ta sử dụng đó là nước brom nhé. Nước brom. Thì với phenol là có kết tủa trắng. Đúng chưa? Phương trình số 2. Ở đây biết rồi. Với aldehyde thì mất màu. Đấy, các bạn có phương trình số 3. Acid biết rồi, octan thì không. Như vậy là với ba hóa chất là quỳ tím, đồng hydroxit và nước brom thì chúng ta có thể nhận biết được câu này đúng không? Và đầu ta sẽ ghi phương trình này. Đầu tiên là tạo phức xanh lam phương trình số 1. Phức xanh lam phương trình số 1, hai phân tử ancol đa chức. Đấy, thì mới cộng được với một phân tử đồng hydroxit. Và chúng ta sản phẩm sẽ là C3H5OH 2 lần O đóng vào các 2 lần đồng để được phức xanh lam cộng 2 nước. Rồi, đó là phương trình tạo phức xanh lam ha. Phương trình tiếp theo sẽ là kết tủa trắng của phenol. Đấy, kết tủa trắng của phenol chúng ta ghi từ nãy giờ rồi ha. Phenol tạo kết tủa trắng với nước brom. 3Br2 nè. Đây, tạo kết tủa ở đây. Cộng với 3HBr. Phương trình số 3 là aldehyde làm mất màu nước brom CH3CHO này. Các bạn cộng Br2 cộng nước. Rồi thì sẽ được là acid acetic cộng 2HBr nhá. Ok, như vậy là xong câu của trường Nguyễn Thượng Hiền. Rồi câu 6 là câu của đề trường Nguyễn Hữu Cảnh này. Ethanol. Ethanol là C2H5 OH thì các cái câu này ý đều lặp lại hết em ạ. Phenol. Đây, phenol. Anhydride acetic. Rồi và cuối cùng là benzen. Benzen đây, rồi. Thế thì cái hóa chất chúng ta sẽ vẫn sử dụng như vậy thôi. Các bạn nên là sử dụng nước brom trước nhá, brom trước. Thì brom thì ancol không hiện tượng. Phenol tạo kết tủa trắng đúng không? Phản ứng số 1 này. Anhydride thì mất màu. Mất màu nâu đỏ của nước brom. Phương số 2, benzen thì cũng không. Rồi, như vậy là qua lượt bỏ đầu tiên chúng ta sẽ còn ancol và benzen thì chúng ta sử dụng kim loại natri, đúng không? Thì ancol sẽ tác dụng có khí, sủi bọt khí.
Đấy, các cái phương trình rất là quen thuộc, phương trình 3. Ở đây biết rồi và benzen thì không. Đấy, như vậy với hai hóa chất là brom và natri là chúng ta đã xử lý xong câu này rồi. Rồi nhá, vậy chúng ta sẽ viết lại phương trình cho nó thuộc. Nước brom tác dụng với phenol đúng không? Phenol này tạo kết tủa trắng 246 chi brom phenol. Thế vào vị trí số 2 là vị trí số 4, vị trí số 6. Đây kết tủa trắng cộng 3 HBr. Phương trình số 2 anhydride acetic. Nói chung là anhydride nào cũng sẽ làm mất màu nước brom các em nhé, không cần anhydride gì. Nước tạo axit acetic này và cộng với 2 HBr. Đúng chưa? Phương cuối cùng đó là sự bọt khí của ancol. Ancol nào tác dụng với natri chẳng có sự bọt khí hydro đúng không? Cộng với natri thì bạn sẽ có được là C2H5 này. ONA và thoát khí là khí hydro. Ok, như vậy xong câu nhận biết của trường Nguyễn Hữu Cảnh nhá. Rồi ok. Câu số 7 là của trường Nguyễn Hiền. Thì đây đề bài cho là ABCD lần lượt là các chất, là không phải là lần lượt mà là các chất trong những cái chất in đậm đây, phenol, acid, propionic anhydride acetic và glycerol. Thì cho những dự kiện sau, ABD tác dụng được với natri, không có C đúng không? C không tác dụng với natri. C không tác dụng với natri. Vậy thì C sẽ là anhydride acetic. Đấy, mình xác định luôn. Chất C này. Chất C chính là anhydride acetic vì chất này không tác dụng với natri. Rồi, ok. Tiếp tục nha. B là chất tác dụng đối với natri nhưng B không tác dụng với NaOH được. À, như vậy thì B sẽ là một ancol vì ancol chỉ có tác dụng với natri thì không tác dụng với NaOH. Như vậy B của chúng ta sẽ là glycerol, ancol, một ancol bất kỳ tác dụng được với natri nhưng không tác dụng được với NaOH. Như vậy chúng ta sẽ còn lại chất A và chất D. AD thì đây nói là D là chất không làm quỷ tím hóa đỏ. Acid thì phải làm quỷ tím hóa đỏ đúng không? Đấy, như vậy D ở đây là phải là phenol. Phenol tác dụng được với natri với được với NaOH nhưng mà phenol thì không hóa đỏ quỷ tím. Rồi, như vậy D là phenol là C6H5OH. Vậy thì còn lại cái chất A của chúng ta chính là acid propionic C2H5COOH. Được chưa? Đấy, chúng ta nói lại một lần nữa này. ABD tác dụng với natri. Vậy ABD sẽ là phenol, acid và ancol. Vì ba chất này là có tác dụng với natri nhá, trong phần tóm tắt trước. Rồi, như vậy suy ra cái chất còn lại không tác dụng với natri chính là anhydride acetic. Như vậy chất C không có trong nhóm này này. Vậy C phải là anhydride acetic. B tác dụng với natri nhưng B không tác dụng với NaOH, vậy B phải là một ancol, là ancol. Rồi. Còn lại A và D. A và D là hai chất tác dụng với natri, tác dụng với NaOH. Nhưng mà D không làm quỷ tím hóa đỏ. Acid là phải làm quỷ tím hóa đỏ các em nhé. Như vậy chất không làm quỷ tím hóa đỏ chính là phenol. Được chưa? Vậy đây là phenol này. Ok, và chất cuối cùng là chúng ta sẽ là acid là propionic. Và chúng ta sẽ phải nhận biết, không cần viết phương trình cho bài này đúng không? Nhận biết. Rồi ok, chúng ta sẽ nhận biết bốn chất nhá. Chúng ta có anhydride acetic này. Rồi, chúng ta có glycerol C3H5OH 3 lần này. Và chúng ta có C2H5COOH này. Rồi, và chúng ta có phenol. Phenol ta viết thế này nhá. Ok. Thì hóa chất đầu tiên các bạn có thể dùng đó là quỷ tím cho nó nhanh nhá. Quỷ tím này. Quỷ tím thì anhydride không hiện tượng, ancol không hiện tượng, acid thì hóa đỏ. Hóa đỏ quỷ tím. Rồi. Phenol thì cũng không. Đúng chưa? Thì tiếp theo, hóa chất tiếp theo bạn có thể xài là nước brom. Vì là anhydride thì mất màu nước brom, đúng không? Mất màu. Rồi, ancol thì không. Acid cũng không. Acid này biết rồi ha, acid chúng ta biết bị hóa đỏ rồi. Còn phenol thì tạo kết tủa. Kết tủa trắng. Đấy, đây bài yêu cầu chỉ kẻ bảng thôi. Chứ không cần viết phương trình, mà muốn viết phương trình thì chúng ta viết cũng được. À, phương trình này ở trên chúng ta viết hết rồi đúng không? Mất màu nước brom, kết tủa trắng chúng ta viết ở trên rồi. Ok, như vậy xong câu của trường Nguyễn Hiền ha.
Rồi. Câu tiếp theo là của trường Mạc Đình Chi. Chúng ta có ancol đầu tiên là anglicerol C3H5OH 3 lần. Tiếp theo là anhydride propionic C2H5 CHO. Chất tiếp theo chúng ta có là axit acetic CH3 này, COOH. Và chất cuối cùng là ancol propylic không? Ancol propylic là C3H7 rồi OH. Thì với bài này chúng ta có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta có thể nhận biết được cái bài này. Đấy. Thì đầu tiên là để mà nhẹ nhàng và ít viết phương trình ấy, thì các bạn sẽ dùng quỳ đi. Các bạn dùng quỳ tím trước này. Để ông này không hiện tượng đúng không? Acid thì hóa đỏ. Chúng ta tiết kiệm được cái phương trình này. Đấy. Và không. Bây giờ còn lại glycerol, aldehyde và ancol. Có nghĩa là hai ancol và một aldehyde đúng không? Thì các bạn có thể xài nước brom được, bạn đi chát cũng được. Thì thầy xài nước brom nha. Nước brom thì ancol không, anhydride mất màu, tại vì phản ứng của với nước brom thì nó viết nhanh hơn là cái phản ứng với bạc nitrat nhé. Con này biết rồi, con này cũng không hiện tượng. Rồi. Vậy bây giờ còn glycerol là một ancol đa chức OH kề nhau và một ancol bình thường đơn chức, thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hydroxit thôi để chúng ta sẽ phân biệt để cái này tạo tan, tạo phức xanh lam. Đấy là phương trình số 2. Này biết rồi, ông này cũng biết luôn, cái này không hiện tượng. Ok, như vậy là với ba hóa chất thì chúng ta có thể nhận biết được cái bài này. Và yêu cầu viết phương trình đúng không? Ta có hai phương trình là anhydride tác dụng brom và tạo phức xanh lam của glycerol. Anhydride là mất màu nước brom là C2H5 CHO cộng nước brom Br2 nước này. Các bạn sẽ có được acid propionic CH5 COOH cộng với 2HBr. Còn glycerol là hai phân tử glycerol này. Các bạn sẽ cho cộng với một phân tử đồng hydroxit nha. Rồi, sẽ có phức xanh lam là C3H5 OH 2 lần O 2 lần đồng cộng 2 nước. Rồi, chúng ta đã nhận biết xong câu của trường Mạc Đình Chi các em nha. Này, đây là câu nhận biết của trường Trung học phổ thông Gò Vấp ha. Chúng ta có anhydride acetic CH3CHO này. Chúng ta có phenol C6H5OH. Chúng ta có ethanol C2H5OH. Chúng ta có acid acetic CH3 này, COOH. Và chúng ta có styren C6H5 CH nối đôi CH2. Rồi ở đây có axit đúng không? Để chúng ta sẽ dùng quỳ tím trước nữa nhé, để cho mọi chuyện nó nhẹ nhàng. Chúng ta có quỳ tím này, bỏ quỳ tím vào. Thì chúng ta biết là quỳ tím chỉ nhận biết được axit thôi, hóa đỏ. Đúng chưa các em? Còn tất cả những hóa chất khác thì đều không hiện tượng, kể cả phenol. Phenol có tính axit nhưng rất yếu, không hóa đỏ được quỳ tím ha. Tiếp theo thì chúng ta còn aldehyde, còn phenol. Và cái này có nối đôi này cũng làm mất màu nước brom tương tự luôn. Như vậy thì bây giờ để phân biệt cái này thì chúng ta nên sử dụng là bạc nitrat trước để cho anhydride nó tráng gương trước đi. Để chúng ta cho sẽ tác dụng cái bạc nitrat cho NH3 nhé. Thì hiện tượng là anhydride sẽ có kết tủa bạc, kết tủa màu trắng bạc, phương trình số 1 này. Các hóa chất còn lại thì không. Acid chúng ta đã biết rồi, này cũng không này. Rồi. Còn lại ở đây thì chúng ta sẽ xài nước brom thì phenol sẽ đặt kết tủa trắng, còn styren sẽ làm mất màu. Chúng ta xài nước brom ha, chúng ta biết rồi này. Phenol sẽ có kết tủa trắng. Phương trình số 2. Ở đây không hiện tượng. Ở đây biết rồi, ở đây mất màu. Mất màu nhá, chúng ta có phương trình số 3. Rồi chúng ta có 3 phương trình phản ứng để có thể nhận biết ba bài này. Rồi. Chúng ta biết phương trình này, phương trình số 1 là anhydride tráng gương, CH3CHO tráng gương nha. Cộng với bạc nitrat NH3 nước này. Đấy, thì sản phẩm thu được chúng ta sẽ là muối amoni acetat cộng kết tủa bạc, đây có kết tủa bạc. Và cộng với muối amoni nitrat. Đây là 4NO3. Rồi.
Phương trình tiếp theo là phương trình tạo kết tổ trắng với Chrome của Phenol. Đây, phương trình này rất là quen, tại chúng ta viết rất nhiều rồi các nhá. Phương trình số 2, chúng ta cho Phenol này tác dụng với Chrome, các bạn sẽ thu được là 246 tri-Chrome Phenol cộng 3 HBr. Rồi, phương trình số 3 đó là styren làm mất màu nước Chrome vì là styren có nối đôi giống như anken các em nhé. Đây, styren có nối đôi. Rồi, sẽ làm mất màu nước Chrome bằng cách là Chrome cộng vào nối đôi đấy nhé. CHBr, rồi CH2Br. Vậy xong, chúng ta đã nhận biết được câu số 9 của trường Gò Vấp. Rồi câu số 10 là câu của trường Trung học Phổ thông Tân Bình. Chúng ta có các hóa chất là glycerol C3H5OH 3 lần. Chúng ta có phenol C6H5OH. Chúng ta có axit acetic CH3COOH. Và cuối cùng là ancol ethylic C2H5OH. Rồi, vẫn tương tự thôi. Ở đây chúng ta có acid này, chúng ta nên dùng quỷ tím trước ha. Quỷ tím trước. Ancol không hiện tượng, phenol không. Acid thì hóa đỏ, quỷ tím. Rồi. Ancol ethylic cũng không, không hiện tượng gì nhá. Tiếp theo thì còn lại phenol. Phenol glycerol và ancol ethylic này. Thì ở đây có rất là nhiều cách có thể biết tiếp theo. Thì các bạn có thể dùng nước chrome cũng được hoặc là xài chúng ta xài nước chrome trước ha, xài nước chrome trước. Đây không hiện tượng này, ở đây tập kết tổ trắng quen thuộc nhé. Phương trình số 1, ở đây biết rồi, ở đây không hiện tượng. Còn lại glycerol là một ancol đa chức và ethylene glycol và ancol ethylic thì chúng ta sẽ sử dụng đồng hydroxit ở nhiệt độ thường. Thì glycerol là sẽ tan này, tạo phức xanh lam đúng không? Xanh lam. Và phương trình số 2. Cái đấy chúng ta biết rồi, đấy chúng ta biết luôn và cuối cùng là không hiện tượng. Như vậy chúng ta sử dụng quỷ tím, nước brom và đồng hydroxit để nhận biết bài này ha. Thì phương trình số 1 chúng ta lại viết lại cái phương trình là phenol. Chúng ta viết là số nó phải thuộc. Tạo với nước brom này, một cái tổ trắng. OH này, Br. Br và Br kết tổ này cộng 3 HBr. Phương trình số 2 là tạo phức xanh lam của glycerol. Phương trình cũng rất là quen ha. Hai phân tử glycerol cộng với một phân tử đồng hydroxit C3H5OH 2 lần, O 2 lần nguyên tử đồng và cộng với hai nước. Rồi, thì chúng ta đã nhận biết được 10 câu nhận biết trong các đề thi học kỳ 2 của các trường trung học phổ thông trong thành phố Hồ Chí Minh các em nhé.